thì con nước vào. Nhà cô làm mấy xào? Làm 6 xào á. Trời lạnh không sợ mà cái mạ chết à? Cái không sợ mạ chết à? À, ngoài bao ống à? Đây là ở thôn xã nào nhỉ? Xóm 6 Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô à? Tỉnh Ninh Bình, xóm 6 Mai Sơn, huyện Mô Ninh Bình. Còn 12 độ thôi. Giờ 12 độ, 13 độ thì làm sao mà sống được. Trên đây có một cái khuyến nông của cô, cái dự báo kìa.